Bạn chào mừng các bạn đến với nhóm của chúng mình. Nhóm của chúng mình gồm có Gia Hân, Mai Phương và Minh Quân. Hôm nay chúng mình sẽ gửi đến các bạn một bài học vô cùng đơn giản nhưng rất thú vị. Nào, chúng ta cùng bắt đầu bài học nhé. Như các bạn đã biết, xung quanh ta luôn tồn tại các tập hợp. Các tập hợp khác nhau sẽ có những đặc điểm tính chất khác nhau, điều này giúp tạo nên sự đa dạng chất riêng cho từng tập hợp. Và trong toán học cũng vậy. Ví dụ như tập hợp các số tự nhiên n, các số nguyên giác, vân vân. Thế nên hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tập hợp nhé. Vậy tập hợp là gì? Tập hợp còn gọi là tập là một khái niệm cơ bản của toán học, dùng các ký hiệu thuộc và không thuộc. Ví dụ 3 là một số tự nhiên, 3 thuộc n, căn 2 không phải là số nguyên, căn 2 không thuộc z. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với cách xác định tập hợp. Ta có thể xác định tập hợp bằng hai cách: liệt kê các phần tử của nó, chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó. Vậy khi liệt kê cần lưu ý điều gì? Đó là mỗi phần tử chỉ được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý. Ví dụ 1, phải liệt kê các phần tử của tập hợp các ước nguyên của 30. Đáp án là A bằng 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 và 30. Ví dụ 2, cho B bằng 2, 6, 12, 20 và 30. Hãy xác định B bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó. Đáp án là B bằng x bằng n nhân n cộng 1, n thuộc n sao và n bé hơn bằng 5. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về tập hợp rộng. Tập hợp rỗng là tập hợp không chứa phần tử nào, ký hiệu hình tròn, có dấu gạch chéo. Ví dụ x bằng x thuộc r, x mũ 2 cộng x cộng 1 bằng 0. Ta có delta bằng 1 mũ 2 trừ 4 nhân 1 nhân 1 bằng trừ 3. Vậy phương trình vô nghiệm x bằng rỗng. Sau đây là một số câu hỏi ôn tập.